Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bà Oanh Nha Trai sẽ lan tỏa yêu thương cho cô Lài sống neo đơn 76 tuổi ở Công Sao Bông Chen. Như đã hứa từ tuần trước là mình có muốn giúp cô mua một cái tủ quần áo, tại vì cái tủ của cô đã cũ rồi. Thì hôm nay mình đã tìm được người bán cho cô cái tủ này. Thì nhân đây mình cũng xin cảm ơn chị Ngọc Yến Lê, tổng kho gia dụng Trảng Bom Biên Hòa Đồng Nai đã nhiệt tình giúp đỡ mình thực hiện chương trình này. Bây giờ mời các bạn cùng với mình đi đến nhà cô Là nha. Rồi, chào các bạn. Cô ơi. Ơi. Hôm nay con đến thăm cô nè. Cô cảm ơn tụi con. Hôm nay con đến bất ngờ, con có điện trước cho cô, con mua tủ quần áo nè, để cho cô nè. Cô cảm ơn con nha. Cô vui không? Cô có bất ngờ không? Cảm giác cô lúc này làm sao cô? Phải. Thôi mình vô trong đi cô. Con nhờ người chở tủ đi cho cô nè. Cô ăn cơm chưa? Chưa. Hôm nay con chở tủ tới cho cô nè, cô có tủ mới nè, nhớ làm tiệc ăn mừng nha. Dọn đồ trong. Đây là cô Lài 76 tuổi, sống neo đơn ở căn nhà trọ Công Sao Bông Chen nè cả nhà. Cô dọn rồi. Còn chồng cô đã mất cách đây 3 năm rồi. Cô sống bằng nghề bán bánh tằm với lại bán khoai lang. Cô hôm nay bán hết sớm không cô? Đây là cái xe làm ăn của cô nè. Đây là măng của cô nè. Dạ. Mai công nhân nghỉ. Dạ. Rồi cô nghỉ. Cái chân cô cũng bị đau lại hả cô? Chân cô bị đau lại. Rồi bây giờ người ta đem khoai tới chưa? Chưa. Là chiều mới tới. Thứ bảy. Cô dọn đồ đi, cô dọn đồ đi để con cho người đem tủ vô. Vô. Dạ. Cái tủ đẹp quá. Cái tủ này á là của một vị ân nhân ở dưới chị Ngọc Yến Lê ở tổng kho gia dụng á. Chị hỗ trợ một phần. Đó thì nhân đây con cũng muốn cảm ơn cái chị Ngọc Yến đã giúp cho cô luôn. Dạ. Để ở trong đó luôn ha cô. Để đó luôn cô. Cô cũng gửi lời cô cảm ơn cô Ngọc Yến. Dạ. Chị dễ thương lắm cô. Chị chở từ dưới Trảng Bom lên đây cho con. Trời đó ơi. Chứ không phải là ở đây đâu. Con đi kiếm mấy ngày mà không gặp. Rồi tự nhiên chị thấy chị hỗ trợ, chị chở lên tới trên đây luôn. Đẹp ghê. Đây là phòng trọ của cô nè cả nhà. Cô sống một mình ở đây. Cái tủ sắt cũ của cô nó đã bị mục rồi. Bình thường là để chỗ này nè. Hôm nay mình đem cái tủ mới nữa tới cho cô. Hy vọng con cũng hy vọng là cô sẽ vui món quà này nha. Mừng lắm. Dạ. Vậy là quá quý rồi. Đừng được quần mấy bữa nay cô có bệnh không? Hơi mệt mệt, đường nó hơi không được ổn. Thành ra nó hơi mệt mệt. Vậy là một tháng là đi tay khám lần hả cô? Một tháng cô phải đi tay khám một lần hay thuốc một lần. Rồi chú Phúc xe ôm chở cô đi hả? Một lần chở đi về là bao nhiêu tiền? Bận đi bận về chú lấy 70. Cũng bằng như tiền đi nhà thờ. Dạ. Vậy là khi nào cô cần đi là cô cứ gọi chú lại chở đi. 5 giờ khuya. Một tháng đi một lần hả? Một tháng đi một lần, 5 giờ đi tới đặng để còn số bác sĩ đo đường. Đo huyết áp rồi lấy thuốc rồi trả tiền đi tư mà. Rồi bình thường á mấy giờ cô mới làm đồ để ngày mai bán? Giờ như chiều 2 giờ đọc kinh thương xót xong xuôi rồi chỉ về thì cô bắt đầu cô ra cô rửa phai. Cô rửa phai đâu đó xong xuôi cô sắp sẵn vô sửng vô đồ hết 2 giờ vậy cô nấu. 5 giờ rưỡi cô đi. 5 giờ rưỡi là lên chiếc xe này trong xuôi hoàn tất. Rồi là đi ra bán.
Rồi các bạn có đi ngang khu vực cây xăng Dona, ghé ủng hộ cô bán bánh tằm với bán khoai nha cả nhà. Một ngày cô bán được mấy ký cô? Tổng cộng luôn đủ hết. Các loại khoai thì được 5 ký. Khoai môn, khoai lang, khoai mì là được 5 ký. Chuối nữa là được 6 ký. Bán tổng hợp luôn. Mà thường bán về là mấy giờ mới hết luôn? Vô chừng có khi 8 giờ, khi 8 giờ rưỡi. Rồi họ khỏe thì về, còn mệt quá cái chưa đẩy xe về. Cái tới cái quán ở về chỗ khu phố 1 á, cô ngồi đó cô nghỉ, cô uống nước trà. Cô nghỉ mệt hơn hơi cô đi về. Nghỉ lấy hơi phải không? Không mà may cái xe này nó có cái bánh to nè, đẩy nó cũng dễ hơn chứ cái chân cô bánh đi càng nhắc càng nhắc thì cũng khó. Mới thay cái bánh đó, bánh nó mòn là cái này nó nhậm xuống nó nặng. Dạ dạ. Cái thay là cái bánh cái nó cân đối lại. Dạ. Hai cái bánh thì đẩy đi nó nhẹ hơn. Nó nhẹ. Đồ của cô cũng không có bao nhiêu hết. Nhưng mà cái tủ kia nó cũ quá rồi, lâu năm lắm rồi hả cô? Mấy năm rồi. Kéo ra kéo vô nó khó. Khó. Với lại ở trong nó trống hết, chuột rồi vô được, dán rồi vô được. Đó. Các bạn ở gần khu vực cổng sau Bông Chen thì khi nào có thời gian rảnh rỗi á, nhớ ghé thăm cô nha. Tại vì cô sống ở đây cũng có một mình, không con cháu gì hết. Nên nhiều khi cũng buồn ha cô ha, có người tới buồn hỏi chứ. Thăm thì vui. Đôi khi cũng tội chứ. Dạ. Thôi mà không sao cô, nhà mỗi người mỗi cảnh đó cô ha, mà cuộc dạ. Sống mà. Dạ dạ dạ. Mình cứ ngày nào mình cứ lạc quan rồi mình nghĩ tới những cái điều tốt đẹp đó là mình vượt qua được hết cô ha. Cứ cầu xin ơn trên thôi. Nhiều khi cũng buồn. Thôi cô đừng buồn nữa. Buồn thì có gì cứ gọi điện tâm sự với con. Rồi lâu lâu con ghé thăm cô. Có mấy chị á, mấy chị cũng thích tới lắm. Nhưng mà do đi làm á cô bận. Dạ. Thì, dạ. Buổi tối có thời gian thì mấy chị mới đi được. Nhưng mà tại vì còn nhiều hoàn cảnh á cô. Nên cứ chia ra tuần này đi thăm người này, tuần kia đi thăm người khác vậy đó. Dạ. Lên đây có hai người cháu cả bỏ đi. Dạ. Thôi hôm nay có niềm vui rồi, đừng có buồn nữa cô ha. Tối mình làm mấy bàn đi nhờ, ăn mừng nhờ. Tối làm con gà ăn mừng đúng không? Ê, không có rồi. Giờ răng cổ đâu có đâu nữa mà ăn phải không? Đúng rồi. Rồi ăn có. Cô bây giờ cô có mong ước điều gì không? Giờ cô mong ước điều gì? Cô mong ước để cho cô được khỏe mạnh. Chứ là cô chỉ cần thân khỏe mạnh, cô có gì bán được, cô có tiền, cô lo được tiền nhà, tiền thua, vậy thôi à. Dạ. Chứ không có mong ước dư giả hay là cái gì nữa hết. Dạ. Tới ngày chú hiếu thì chú hiếu thôi. Dạ. Nhưng mà chắc tới ngày chú hiếu chắc phải nhờ thăm cai bỏ để đưa cô vô nhà thờ. Không, cô cứ yên tâm đi, cái chuyện đó nó còn xa lắm cô. Thôi hôm nay mình nhớ lấy giùm cô cái dạ 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 cái thanh giá. Dạ. Làm phép hết rồi. Dạ. Cái thanh giá này là ở nhà thờ Hóa An. Dạ. Ông cha ghi đưa. Dạ. Cái tình ảnh chuộc tội này là cha cha thứ ở Tân Mai. Dạ. Là cái ảnh chú giao lòng thương xót này là cha Tân Mai thương xót giao dạ. Cho ông nhà dạ. Rửa tội thêm còn thức. Cây thanh giá đâu cô, cây thanh giá này là cha Ni cho dạ. Kêu mấy ông trộm đem ra dạ đó, làm phép rồi. Còn cái này kỷ niệm của dạ. Của chú là ngày trở lại với chúa. Thôi hôm nay có cái tủ mới rồi mình mới vui lên ha cô ha. Dạ. Nhìn đẹp đó, mình có thể để đồ được nè. Dày gọn nè. Dạ. Nó gọn hơn cái tủ đó. Kia. Đó. Cô không ham quá, dày đẹp rồi. Dạ. Người khách quần áo là vô rửa hết
cô có thể treo, dạ cô lấy móc, cô móc chưa? Có móc rồi, cô treo lên cho nó thẳng. Dạ dạ. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, xin nhấn một like, một chia sẻ, một nút, nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực lan tỏa yêu thương đến nhiều người khó khăn ở xung quanh. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cũng như là đồng hành cùng chương trình Gom Ve Chai giúp người nghèo cùng với mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.